Tử vi năm 2023 là năm tuổi Quý Mão con mèo. Năm Quý Mão sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2022 và kéo dài đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Mèo có vị trí thứ tư trong số 12 con giáp. Những người tuổi Mão sinh năm 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 và sắp tới là năm 2023. Năm 2023 là năm Kim. Theo ngũ hành, Kim tương sinh với màu trắng trong hệ ngũ hành nên năm 2023 còn được gọi là năm Quý Mão. Năm Quý Mão 2023 là sự kết hợp của Kim và Thủy là cực kỳ tích vì Kim mang lại sự hỗ trợ thực sự cho sự phát triển và cuộc sống của Thủy. Ngược lại, Thủy mang lại cho Kim sự ổn định và khả năng đạt được mục tiêu của nó. Đó là lý do tại sao, theo tử vi năm Quý Mão 2023 sẽ ngập tràn cơ hội và thịnh vượng. Một số lượng lớn chưa từng có sẽ gia nhập hàng ngũ triệu phú. 1. Tổng quan tử vi tuổi Mão năm 2023 Quý Mão. Dựa theo tử vi tuổi Mão 2023, năm nay hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời đối với người tuổi Mão khi nói đến cuộc sống nghề nghiệp của bạn. Bạn sẽ nhận được tất cả sự khuyến khích, truyền cảm hứng, động lực, sự hướng dẫn và hỗ trợ bạn cần từ những người thân yêu và bạn bè của bạn. Bạn cần bao quanh mình với những nguồn năng lượng tích cực và hạnh phúc với sự tiến bộ của mình. Năm 2023, Quý Mão sẽ chứng kiến bạn ăn mừng nhiều thành tựu mặc dù bạn sẽ gặp một số vấn đề về sức khỏe khi năm mới bắt đầu. Bạn cần phải cẩn thận về các loại thực phẩm và đồ uống bạn cho phép vào cơ thể. Trung thực với bản thân khi xử lý các giao dịch kinh doanh với mọi người. Đừng để bản thân tham gia vào những giao dịch không trung thực vì cuối cùng bạn sẽ phải hối hận vì những quyết định và lựa chọn của mình. Dự báo chiêm tinh năm 2023 kêu gọi bạn đánh giá cao tình yêu mà bạn nhận được trong cuộc sống của mình. Bạn được bao quanh bởi những người chăm sóc bạn yêu thương. Hãy luôn thành thật với những người thân yêu của bạn. Nếu có điều gì đó không suôn sẻ trong mối quan hệ tình cảm của bạn, bạn không nên ép buộc mọi thứ. 2. Dự đoán về tình yêu của tuổi Mão năm 2023. Quý đầu tiên của năm sẽ chứng kiến cuộc sống tình cảm của bạn khởi sắc. Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp hơn giữa bạn và đối tác của bạn bởi vì bạn đã đạt đến điểm mà cả hai hiểu nhau. Niềm đam mê sẽ tăng lên và rất có thể những người độc thân sẽ đón nhận tình yêu mới vào đời. Năm 2022 là một năm đầy thử thách đối với cuộc hôn nhân của bạn, nhưng mọi thứ sẽ được cải thiện trong năm nay. Bạn và vợ trên chồng của bạn nên có các buổi tư vấn dành cho vợ chồng để giúp bạn tìm ra giải pháp lâu dài cho những vấn đề vẫn tiếp tục hiện hữu trong cuộc sống hôn nhân của bạn. Ngoài ra, hãy học cách thiết lập ranh giới để mọi người không chọc ngoáy vào doanh nghiệp của bạn. Dự đoán về tình yêu của tử vi 2023 cho tuổi Mão khuyến khích bạn tìm ra những cách mới để làm cho cuộc sống tình yêu của bạn trở nên thú vị. Ngoài ra, những cử chỉ lãng mạn sẽ giúp bạn tình, người yêu hoặc vợ trên chồng của bạn cảm thấy được yêu thương và đánh giá cao. Cố gắng sống trong thời điểm hiện tại nhiều nhất có thể mà không quá sốt sắng về tương lai. 3. Dự báo tuổi Mão năm 2023 về nghề nghiệp và công việc. Các ngôi sao được sắp xếp theo hướng có lợi cho bạn, do đó, sự nghiệp của bạn sẽ có một quỹ đạo đi lên. Sự chuyên nghiệp của bạn sẽ làm tăng các kết nối trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ gặp nhiều người muốn đầu tư vào doanh nghiệp của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ gặp gỡ các chuyên gia từ các quốc gia khác, cho phép bạn học hỏi những kỹ năng mới giúp bạn tiến lên trong cuộc sống. Dự đoán sự nghiệp năm 2023 cho tuổi Mão báo trước rằng đây không phải là năm tốt nhất để bạn nghĩ đến việc thay đổi nghề nghiệp. Bám sát những gì bạn đang làm bây giờ và tìm cách tạo ra lợi nhuận tương tự và sinh lợi cho bạn. Yêu những gì bạn làm. Bằng cách này, bạn sẽ không tập trung quá nhiều vào những việc không như ý. Thay vào đó, bạn sẽ tập trung sức lực vào những điều bạn cần cải thiện và làm thế nào để sự nghiệp hiện tại có lợi cho bạn. Năm nay, bạn cũng sẽ phải chú ý đến sự nghiệp của vợ trên chồng mình. Giúp họ tiến lên trong cuộc sống nghề nghiệp của họ theo cách tốt nhất có thể. Động viên và truyền cảm hứng cho họ và luôn đảm bảo cho họ khi họ cần sự hướng dẫn, hỗ trợ và trấn an của bạn. 4. Dự báo tài chính năm 2023 của tuổi Mão. Dự báo tử vi năm 2023 tuổi Mão tiết lộ rằng bạn sẽ thu hồi được tiền từ những khoản đầu tư mà bạn từng nghĩ là đã mất. Chẳng bao lâu, các khoản tài chính bạn đã đầu tư vào đâu đó cuối cùng sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận không đầu tư vào các hoạt động mạo hiểm vì bạn có thể sẽ mất tất cả những gì bạn đã làm việc chăm chỉ để đạt được. Có khả năng bạn sẽ nhận được tiền thưởng cho sự chăm chỉ của mình ở đâu đó vào giữa năm. Tài chính của bạn đang được cải thiện vì bạn không ngừng nỗ lực. Sự chăm chỉ sẽ được đền đáp nếu bạn vẫn kiên nhẫn và hy vọng giữa những thử thách và thời điểm khó khăn. Theo dự đoán tài chính năm 2023, bạn nên cẩn thận hơn với tài chính của mình. Những người sinh năm Mão thường bị ám ảnh bởi việc tiêu tiền vào những thứ không cần thiết.
sẽ là khôn ngoan trước tiên nếu bạn đáp ứng nhu cầu của mình, tiết kiệm, đầu tư và chi tiêu phần còn lại theo ý muốn của bạn. 5. Dự đoán về gia đình tuổi Mão năm 2023. Không khí gia đình sẽ thanh thản trong năm nay. Không có gì bạn phải lo lắng vì hòa bình và hòa hợp phát triển mạnh mẽ. Bạn nên vui vì bạn có một hệ thống hỗ trợ đắc lực và hiệu quả trong những người thân yêu của mình. Họ sẽ luôn ở đó vì bạn như bạn đã dành cho họ. Lễ kỷ niệm gia đình sẽ rất nhiều trong năm nay vì có rất nhiều người thân yêu của bạn đang đạt được những kỳ tích lớn, bao gồm cả bạn. Con cái cũng sẽ học hành tốt và tính kỷ luật của chúng sẽ gây ấn tượng với bạn và các thành viên trong gia đình. 6. Những dự đoán về sức khỏe của tuổi Mão. Năm nay, sự chú ý sẽ đổ dồn vào những người luôn tự phát trong các hoạt động của họ. Nếu yêu thích các hoạt động thể thao, bạn nên cẩn thận đừng làm gì quá sức vì có thể khiến bản thân bị thương vĩnh viễn. Tử vi sức khỏe cho tuổi Mão báo trước rằng những người mệnh Mão béo phì sẽ cần phải bắt đầu tập luyện. Hãy kiểm tra sức khỏe của bạn nếu bạn muốn sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất. Bạn không thể sống cuộc sống tốt nhất của mình nếu bạn cứ mắc bệnh. Những bệnh nhân bị bệnh mãn tính nên tôn trọng dùng thuốc của họ nếu họ muốn thấy kết quả tuyệt vời. Hãy coi sức khỏe tốt là ưu tiên số 1 của bạn. 7. Những thay đổi trong cuộc sống xã hội của tuổi Mão. Năm Mão sẽ nhận thấy bạn nhận được sự yêu ái từ bạn bè mà không cần đặt ra quá nhiều câu hỏi. Cho phép bản thân được chăm sóc vì bạn đã luôn ở đó vì người khác. Đánh giá cao tình bạn trong cuộc sống của bạn vì chúng là hợp pháp. Với bạn bè xung quanh bạn, bạn không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Bạn sẽ gặp hầu hết bạn bè thường xuyên vì bạn đã quyết tâm giữ mọi người bạn yêu thương ở gần. Tình bạn tốt đẹp nhất đối với gia đình là điều tốt nhất nên có. 8. Tử vi năm 2023 tuổi Mão. Năm 2023 sẽ là một năm tốt lành đối với những người tuổi Mão. Mọi thứ đang rơi vào tình trạng đúng chỗ, diễn ra chỉ 2 năm sau khi con người phải đương đầu với đại dịch. Cuộc sống của bạn đang diễn ra theo chiều hướng tích cực và bạn nên tự hào về bản thân vì tất cả những nỗ lực của mình. Hãy tiếp tục làm những gì bạn đang làm và bạn sẽ ngạc nhiên về những điều tuyệt vời mà bạn có thể hoàn thành bằng cách sống đúng với bản thân và kiên trì với mục tiêu của mình. Duy trì sự yên tâm trong cuộc sống của bạn bằng cách sống thật với chính mình. Ngoài ra, đạt được sự cân bằng và ổn định trong cuộc sống của bạn. Không cho phép ai kiểm soát cuộc sống của bạn. Luôn tự mình làm lấy mọi thứ nhưng hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của người khác khi bạn cần. Hãy cẩn thận với chế độ ăn uống của bạn và có một mối quan hệ với thiên nhiên. Tử vi năm 2023 tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Người ta sẽ gặp rất nhiều thất bại trước khi nhìn thấy thành công. Sẽ có những nhân vật xấu xa xung quanh. Bạn phải làm việc chăm chỉ và giải quyết tất cả những vấn đề mà bạn gặp phải. Các cặp đôi sẽ xảy ra nhiều cuộc cãi vã. Bạn phải giải quyết chúng càng sớm càng tốt. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục. Đừng bao giờ làm mọi việc theo cách tắt. Tử vi năm 2023 tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Công việc kinh doanh đang tiến triển vượt bậc đối với bạn vào năm 2023 nhưng khi bạn đạt được địa vị cao hơn, những người khác sẽ đàm tiếu. Họ chỉ ghen tị. Đây là sự thật mà người ta phải chấp nhận. Khi giao du, không được có quan hệ ngoài hôn nhân. Tử vi năm 2023 tuổi Tân Mão sinh năm 1951. May mắn giàu có đang chiếu vào bạn nhưng cũng sẽ có rất nhiều chi tiêu. Sử dụng tiền một cách khôn ngoan. Hãy cố gắng tiết kiệm nhiều hơn vì điều đó sẽ giúp ích cho bạn. Vận may được cho là không tồi đối với bạn nhưng bạn cũng phải lưu ý về sức khỏe của người bạn đời vì một số bệnh cũ có thể tái phát. Các cặp đôi đã kết hôn có xu hướng cãi vã vì những vấn đề nhỏ nhặt. Hãy cố gắng nhường nhịn người khác nhiều hơn. Tử vi năm 2023 tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Bạn phải chuyên tâm vào việc học. Bạn có thể có đối tác nhưng mối quan hệ này sẽ không kéo dài. Những người thích hoạt động ngoài trời phải cẩn thận bị thương. Bạn nên lắng nghe nhiều hơn những lời khuyên từ các thế hệ cũ. Bạn có thể mất của cải và bị ốm. Phụ nữ được khuyến cáo không nên ở ngoài quá muộn. Tử vi năm 2023 tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Những người có ý định bắt đầu kinh doanh mới có thể tiến hành các kế hoạch của họ. Nếu bạn có được một đối tác kinh doanh, điều quan trọng nhất là TIN tưởng. Đừng bao giờ là người bảo lãnh hoặc cho người khác vay tiền, bạn sẽ mất đi sự giàu có. Trong năm nay, bạn có thể dính vào các vụ kiện ra tòa vì những cái bẫy thương mại. 9. Tử vi hàng tháng tuổi Mão năm 2023. Tháng 1 năm 2023, bạn nên tập trung nhiều hơn vào việc làm cho mọi thứ tốt hơn trong cuộc sống của bạn mà không đổ lỗi cho người khác. Tháng 2 năm 2023, tháng này bạn sẽ phải học cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Bắt đầu sửa đổi và nhận ra những sai lầm của bạn. Tháng 3 năm 2023, các ngôi sao được sắp xếp theo hướng có lợi cho bạn. Do đó,
đời sống tình cảm của bạn sẽ khởi sắc hơn so với tình trạng tồi tệ trong năm ngoái. Tháng 4 năm 2023, tài chính của bạn sẽ được cải thiện vì bạn sẽ tìm ra những cách mới để tạo thêm thu nhập ngoài việc dựa vào thu nhập từ sự nghiệp của mình. Tháng 5 năm 2023, làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu và đủ khôn ngoan để tìm ra giải pháp lâu dài cho các vấn đề của bạn. Tháng 6 năm 2023, bạn sẽ đạt được địa vị cao hơn trong cuộc sống bởi vì cuối cùng, phần thưởng cho sự chăm chỉ và quyết tâm của bạn đang đến. Tháng 7 năm 2023, yêu người khác như yêu chính mình. Bằng cách này, bạn sẽ mở rộng lòng hảo tâm và lòng tốt của mình đến những người kém may mắn trong xã hội. Tháng 8 năm 2023, cho phép bản thân phát triển bằng cách học hỏi các kỹ năng mới từ những người khác và mở rộng kiến thức của bạn. Hãy tò mò về mọi người và mọi thứ xảy ra xung quanh bạn. Tháng 9 năm 2023, tháng này hãy cố gắng tiết kiệm nhiều hơn vì nó sẽ mang lại cho bạn rất nhiều điều tốt đẹp vào cuối ngày. Tháng 10 năm 2023, tập trung vào gia đình nhiều hơn vì bạn đã bỏ bê họ quá nhiều trên danh nghĩa nỗ lực thăng tiến trong sự nghiệp. Tháng 11 năm 2023, hãy là người mà mọi người có thể dựa vào và tin tưởng. Luôn có mặt khi những người thân thiết với bạn cần sự giúp đỡ của bạn. Tháng 12 năm 2023, tôn trọng bạn đời hoặc vợ trên chồng của bạn và luôn làm họ hài lòng với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. 10. Dựa trên những dự đoán phong thủy cho năm 2023. Bạn cần có được một quan âm bảo vệ để có được sức khỏe tuyệt vời cho năm nay. Bạn không nên lo lắng quá nhiều về vấn đề đảm bảo công việc vì mọi thứ sẽ tự động rơi vào tình trạng như ý khi đến thời điểm. Hãy luôn giúp đỡ bản thân và chắc chắn bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Con số may mắn cho người mệnh Mão là 9 và 4. Các hướng có lợi cho bạn hơn là hướng Nam, Đông Nam và Đông. Chú ý đến màu sắc may mắn của bạn, vàng, xanh lam và hồng. 11. Kết luận. Một năm tuyệt vời sẽ dành cho người tuổi Mão trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Dự báo tử vi năm 2023, tuổi Mão kêu gọi bạn hãy kiên nhẫn với bản thân và cho phép sự thanh thản, cân bằng và ổn định đến với cuộc sống của bạn. Làm việc siêng năng để đạt được mục tiêu của bạn và luôn cho phép những suy nghĩ tích cực tràn ngập tâm trí của bạn. Khi bạn được bao quanh bởi năng lượng tích cực, không có gì mà bạn không thể đạt được miễn là bạn đóng vai trò của mình. Hãy nhớ rằng cuộc sống của bạn càng tích cực, bạn càng nhận được nhiều sự hướng dẫn và trợ giúp từ những người hướng dẫn thiêng liêng của mình. Những người thân yêu và bạn bè của bạn cho bạn thấy tình yêu và tình cảm mà bạn cần để tiếp tục tồn tại trong cuộc sống ngay cả trong thời gian thử thách.